Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Anh Tân Vlog 1989 nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn là đây gọi là cái cheat pot nha các bạn nhé, để dùng để hỗ trợ quay phim gắn điện thoại cho các bạn hoặc là máy quay cũng được. Đấy, nó có một cái túi rất là tiện. Đây, bên trong thì mình thấy là tất cả mọi thứ hoàn thiện của nó là 10 điểm các bạn ạ. Mình mua với giá là 200.000 các bạn nhé. Trước mình có mua một cái 80.000 ấy, nhưng mà cái 80.000 thì cái phần chân quay của nó này, này là bằng bằng nhôm nên là nó hay bị hỏng. Mấy cái chân này của nó này, cái chân này của nó các bạn nhìn này, đấy, cái chân này của nó đấy, có thể quay ngang quay ngửa 360 độ. Mà cái chân này của nó rất là chắc chắn. Chứ cái chân 80.000 nữa thì cái này của nó rút ra rút vào là nó bị hỏng này. Ở đây nó có một cái để cân bằng này các bạn này. Thủy ngân đấy. Đây mới đầu về thì nó sẽ bị bung ra, nhưng mà các bạn yên tâm là nó có một cái khớp ở đây, đây gắn vào cái đây để mình gắn cho các bạn xem. Rồi, ok rồi nha các bạn này. Đây, ngoài ra thì đây cái này là dùng, mình có thể vặn ra vặn vào này. Đây mình điều chỉnh, đây mình điều chỉnh nha các bạn nha. Ok, đây còn một cái chức năng nữa của cái này là cái để gắn cái điện thoại này, hoặc là cái máy quay của các bạn này. Ở đây thì nó có một cái lẫy các bạn, đây các bạn giật cái lẫy này lên, xong các bạn đặt cái này vào, đặt vào xong các bạn lẫy nó vào. Đấy là cái này, ok nhá. Cái này thì quay ngang quay ngửa là do các bạn nhá. Cái này có thể tháo ra, tháo ra thì đó, xoay ngang xoay ngửa đó. Đây mình điều chỉnh ở đây đấy, mình muốn máy làm ngang hay làm dọc là do cái này hết các bạn ạ. Đấy, còn cái phần đây, cái nút cố định này là mình sẽ xoay ngược theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ, đây nó sẽ điều chỉnh độ ngang dọc của cái giá đỡ đấy. Để tí mình mang một cái máy mình test cho các bạn xem nha. Phần này của nó này, đây phần này để quay tròn các bạn này. Đấy, đây là đấy. Các bạn muốn cái phần này mà nó di chuyển được lên thì các bạn phải lấy con ốc này ra. Đây mình quay này hơi khó nhìn các bạn. Đây các bạn lấy lỏng ra xong các bạn. Đây, nó có chức năng quay lên đấy. Các bạn thấy chưa? Tiện chưa? Khá là cao đấy các bạn ạ. Đây, đây nhá. Mình vặn nới ra. Đây. Đấy. Đó. Khá là tiện, mình rất thích cái chức năng này của nó. Đây các bạn muốn cố định lại mà nó không vặn lên vặn xuống thì các bạn vít ốc này vào theo chiều kim đồng hồ. Đấy, nối cái này ra rồi các bạn có thể quay ok chưa, các bạn có thể quay ngang quay dọc. Đây con chiều này các bạn đây đấy, sử dụng để đặt điện thoại, nếu mà đặt điện thoại dọc các bạn nhá. Đây đấy, đây là để điện thoại làm ngang này, để mình có thể quay này. Ngoài ra mình rất là thích
Và thích là nó có một cái đây, cái viền này để mình đưa tay vào đây, mình có thể cầm máy quay di chuyển các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đây cho nó cao lên. Đây, chân của nó rất dài các bạn ạ. Tầm 1 mét nha các bạn nhá. Đấy, khả năng tận dụng của nó là khá là thực tế đấy các bạn. Đây. Nhưng mà mình khi mình sẽ sử dụng đến nó, đây mình sẽ chỉ cần một chân này của nó thôi là mình đã phải máy quay rồi. Đây. Thế là các bạn đã ok chưa? À, để mình sau ngồi dịch lại đằng sau nhá. Đây. Cái này thì nó cho mình gặp lại. Đây. Rồi để mình đi lấy máy mình sẽ gắn vào đấy cho các bạn xem. Đây các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào đây. Để mình hạ nó xuống đây. Đấy, các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Các bạn chỉ cần điện thoại thôi. Chúng ta chỉ cần mua một chiếc điện thoại tầm như iPhone 6 các bạn ạ. Đấy, để làm máy quay hoặc là 6S thì cam của nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Hoặc là nếu mà các bạn có điều kiện thì có thể lên iPhone 8. Mình thấy là camera của nó là khá là ok đấy các bạn ạ. Đây, khi mình gắn vào. Rồi. Đây, mình di chuyển, nếu mà live stream nhá thì mình sẽ di chuyển nó như thế này các bạn. Đây. Đó, mình để nó làm dọc. Còn khi mình muốn quay clip đúng không? Mình muốn quay những kiểu vlog hoặc là ẩm thực hoặc là mình muốn quay dạng kiểu sinh tồn ấy thì mình để máy làm ngang. Đấy. Rất là tiện các bạn ạ. Đây. Đấy. Đây nha các bạn nha. Lối lối con ốc ở đây ra. Rồi chưa? Lối ra này. Đây các bạn. Quay tròn đây, các bạn muốn nó về định hướng của bạn thì các bạn làm như này. Rồi, bây giờ các bạn muốn điều chỉnh độ cao thấp. Đấy. Ví dụ mà mình không muốn đứng lên, nhưng mà mình muốn 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 quay theo kiểu là hướng từ dưới đi lên ấy. Đấy, rất là tiện. Mình có thể ngồi, mình vừa sáng tạo được. Đấy, mình rất thích cái tính năng này của nó các bạn. Rồi. Hoặc là tính như cơ động. Cơ động thì các bạn cầm đây. Đấy. Đây để mình đây, ví dụ như này nha. Thì sẽ đây. Quay nó hướng này để mình có thể cầm được vào đây của nó, ok chưa? Đây, tính cơ động của nó là đây, các bạn có thể cầm như này. Các bạn di chuyển đến định hướng mình muốn quay về phía trước. Rồi, còn có một tính năng nữa rất hay. Đây. Các bạn này. Phần này các bạn nha. Đây các bạn nối ra. Đấy, các bạn nối ra. Ta có thể điều khiển được độ đây. Ở đây là nó sẽ có cơ này các bạn này. Đây. Đấy mình có thể điều khiển được. Đây nha các bạn nha. Ví dụ như này đúng không? Mình có thể điều khiển được độ đấy, độ nghiêng của cái điện thoại ấy. Đấy, nó có thể nghiêng theo ý mình. Khá là hay đấy các bạn ạ. Đây, giả dụ như là mình muốn đây mình muốn quay về đứng trước. Mà hồi trước á là với cái chip pot rẻ tiền 80.000 của mình á thì là mình phải cho hai cái này cao lên như này đấy, rồi mình nghiêng về đằng trước thì nó mới được, nhưng mà cái này á, nó tiện hơn là
nó có thể điều chỉnh được đấy, nó có thể điều chỉnh được hướng quay của cái điện thoại. Đây, giả dụ như mình muốn quay đồ vật ở phần nghiêng đấy thì mình sẽ không cần phải dùng đứng lên đấy, mình chỉ cần nghiêng thôi đấy là nó ok. Xong mình muốn điều chỉnh lại thì mình lại đấy lại cho nó thẳng lên được. Đây là một tính năng rất là hay, tiền nào của đấy các bạn ạ. Đấy, đây ngại di chuyển, ngại di chuyển thì ta lại phải quay đấy. Nhưng mà khi quay thì mình muốn cho cái này nó về hướng của mình ấy thì cái quay này nó sẽ tiện hơn này. Đấy, chưa bạn thấy đây, đây nhớ lấy ốc nhá, nhớ lấy cái con ốc này ra các bạn này, vì nó là chốt ở cái điểm rãnh này. Nếu mà các bạn không nối ra mà các bạn cố vặn là cái này nó gãy nhá. Đấy, khá tiện. Cái một điều mình rất thích ạ là cái phần đế chân này. Đây, đế chân này quay 360 độ. Nó rất là chắc chắn các bạn. Mình gần như là không 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 bắt lỗi được ở ở con chipot này. Mình thấy nó hoàn hảo các bạn. Chân chân là mình thấy là chắc, rất là chắc chắn. Dưới chân nó còn có một móc, nếu mà các bạn mà có thể sợ nó đổ ấy thì mình có thể đặt một cái gì đấy lên cái móc này để có một thước phim đẹp á, thì thiết bị quay rất là quan trọng các bạn. Nó sẽ quyết định phần lớn độ đẹp hay không ở clip, tùy thuộc vào ví dụ như là mình kinh tế mình vừa phải thì mình chỉ sử dụng là smartphone thôi, điện thoại để quay các bạn nhé. Còn các bạn mà có điều kiện á, thì họ mua máy quay á, thì khả năng của nó sẽ cơ động, nó sẽ cao hơn vì và nó bắt led hơn. Nhưng mà cái đấy thì độ kinh tế thì dành cho những người mới làm YouTube thì họ chưa có tiền. Giống như mình ấy, khi mình mới làm YouTube thì mình cũng chỉ có một chiếc điện thoại thôi. Thì bây giờ sau một thời gian làm YouTube đấy thì mình vừa làm và vừa phát triển ấy, thì bây giờ mình đã đây, bây giờ là mình sẽ có 5 cái điện thoại, ba cái này, một cái đây và một cái đang quay. Nhưng mà vì sao mình chỉ lựa chọn iPhone, vì iPhone là độ cơ động của nó là cao và bền, nó không cần phải tùy chỉnh quá nhiều các bạn. Nhiều lúc nó hơi chân thật quá nhưng mà cho ra những thước phim và edit nó sẽ dễ hơn. Khi mình copy mà từ cổng Lightning vào điện thoại nó rất là ổn định, nó không như các máy khác là khi đưa vào máy tính là nó mình quay ở độ, là dù mình quay là full 1080 nhưng mà khi vào máy tính ấy, thì nó chỉ còn có 720 thôi. Nhưng mà ở trên iPhone này này thì mình có thể điều chỉnh được là mình quay full luôn, full HD luôn các bạn nha, là 1080 đấy. À, 10 điểm cho em chipboard này các bạn nha. Clip của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, hãy ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình, giúp mình sớm đạt 100.000 sub các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo nha. Bye bye.